Ngày 1 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật năm 2024. Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Thời gian qua, cấp quỹ chỉ quy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị quan tâm lãnh đạo điều hành cơ quan đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ nhất là trong các ngày nghỉ giờ nghỉ duy trì và thực hiện tốt phong trào xây dựng chính quy đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu triển khai học tập nghiêm túc các nội dung của điều lệnh quản lý bộ đội điều lệnh đội ngũ và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu bộ tư lệnh về xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật và bảo đảm an toàn nhất là an toàn trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện công tác sinh hoạt và an toàn giao thông. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh yêu cầu cấp quỹ chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn, lấy chất lượng tư tưởng, kết quả rèn luyện chấp hành kỷ luật pháp luật, và bảo đảm an toàn của đơn vị, làm tiêu chí cơ bản đánh giá kết quả, hoàn thành nhiệm vụ và đánh giá đề bạc bổ nhiệm cán bộ, kịp thời ngăn chặn phát hiện xử lý chức điểm các vụ vi phạm kỷ luật, không để kéo dài tổ chức kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan, xem xét xử lý kỷ luật kịp thời đúng quy định, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm cho công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn đơn vị đạt hiệu quả.